3 giờ sáng, trong lúc mà mọi người đang say giấc nồng thì ngày hôm nay mình cùng với lại Han quay phim sẽ giới thiệu cho các bạn về nghề bán hủ tiếu. Đó giờ thì chắc các bạn biết rất là nhiều loại hủ tiếu khác nhau đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về công việc bán hủ tiếu Nam Vang. Mình đang có mặt tại nhà của vợ chồng cô Tư. Ngày hôm nay thì vợ chồng cô Tư sẽ hướng dẫn cho mình về một ngày bán hủ tiếu. Tư mới về hả Tư? Mới về vậy. Mấy giờ Tư dọn hàng? 4 giờ Tư dọn hàng. 4 giờ Tư dọn hàng hả? Gì? Dạ bây giờ Tư sửa soạn đồ rồi xong rồi đem để đi dọn á. Dạ. Tư bán hủ tiếu này được bao nhiêu lâu rồi Tư? Được 23 năm rồi. Thức khuya dậy sớm, Tư có mệt, có buồn ngủ không? Không, quen rồi. Tự mình vất vả từ nhỏ tới lớn rồi nên là mình cũng thấy cực gì. Đi bán còn vui hơn nữa. Con dọn mấy cái hũ này ra ra để cho chỗ đó anh đứng quay đó. Dạ. À là mỗi bàn mình để một chén. À mỗi bàn mình để một chén. Đây, một chén. Mấy này là mấy chai tương ớt với lại nước chấm. Ừ. Ôi trời ơi nặng quá đó. Có bột. Mất lái rồi, chưa lái chưa có kinh nghiệm. Đây. À đó con khiêng qua, nặng đó con. Rồi, ok. Mới có 5-10 phút là mệt đứt hơi rồi đó. Buổi sáng là tôi dọn vậy giống như tập thể dục rồi. Chồng gió cao lên luôn hả Tư? Ba chồng vậy đó. Là bình thường một ngày Tư bán nhiêu tô rồi? À, hết nhiêu đó luôn á. Hết nhiêu đây? Là 70 tô đó. 4 giờ 5. Vậy là nãy giờ mình dọn trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nghe nào cái gì á? Này là nước cốt. Cốt á, nước cốt ở nhà mình hầm á. Dạ, nước cốt, nước lèo. À, xương đó. Mùi rất là đậm đặc. Đậm đặc luôn. Dạ. Cái nguồn gốc này là nó ở bên Campuchia. Hồi xưa chú đi bộ đội á, ở bên Campuchia 6 năm. Rồi về cái ổng thấy ăn cái món này được cái ổng thôi nấu bán luôn. Tư đi chợ Tư. À, Tư đi chợ. Để con chở Tư cho. Rồi con chở Tư. Tư đau chân hả? Bị đau chân á. Dạ. Ở đây Tư. Ở đây nè. À, cho Tư lấy nạc, lấy gan, lấy cực, nửa ký gan. Cho chị ký tôm. Ủa con cá giữa đường rồi. Con cá của mấy chị à cả. Rồi về luôn. Trước mặt các bạn đây thì mình thấy là có gan nè, có cật nè, có thịt, có tôm nữa. Thì những nguyên liệu này nè là làm nên cái tô hủ tiếu Nam Vang. Dạ có rồi chị, ngồi chị. Tôm có chưa? Bún gà hộp, trứng cút có chưa? Trứng cút có rồi. Rồi lọc tôm chưa? Rồi đang lọc luôn. Rồi bún gạo khô béo luôn. Bảy giờ sáng, nãy giờ thì mình lột tôm, lột trứng cút à. Thì hai con mắt mình nó đã sáng rực lên luôn rồi. Mặc dù bây giờ mình cũng rất là buồn ngủ à. Thì bây giờ tranh thủ lúc vắng khách thì mình sẽ nhờ Tư chỉ mình cách làm một tô hủ tiếu như thế nào. Giờ mình lấy một ít hủ tiếu mình trụng vô. Một muỗng. Cái này là nước nêm để cho nó đậm đà một tí. Còn cái này là tách mỡ. Tách mỡ, trên này là xá bấu. Xá bấu. Ờ, hủ tiếu Nam Vang là phải có xá bấu. 3 miếng thịt. Ờ, đó miếng thịt. 1 miếng cần. 2 miếng phèo. Con muốn ăn gì con bỏ vô. Tôm. Đó. Rồi nhìn hấp dẫn ta. Nó đẹp đẹp với con. Thịt bằm. Mốt thịt bằm bỏ vô. Đây. Rồi con cho hành lá vô rồi xịt tiêu vô rồi bưng ra ăn. Tính ra cũng nhiều nguyên liệu quá ta. Rồi bỏ thêm miếng tép mỡ lên cho trên mặt cho nó đẹp.
Rồi để đi cho nước lèo vô. Rồi. Và đây là thành quả mà một ngày mình học nghề bán hủ tiếu. Còn bây giờ thì mình phải thưởng thức thành quả của mình thôi. Nhìn tô hủ tiếu hấp dẫn quá ha các bạn. Vũ Quân được không? Được, tới đây trời. Vũ Quân coi tô nào nó tới. À, đó luôn. Nước lèo nóng má hú luôn. Trời chứ má hú chứ sao. Nóng gì mới ngon, mới là mình nó chết vi trùng chứ phải nóng thật nóng. Rau giá luôn. Ủa anh Chuối ơi, dạo này làm YouTube bộ ít view không sao mà đây bán hủ tiếu vậy. Ủa mà ở đâu mấy đứa qua đây vậy? Mới để xe chỗ kìa. Là bữa nay anh bán đúng không? Đúng rồi. Vậy tụi mình ra bàn kêu món. Ủa đứng đây kêu món cũng được mà. Ở chỗ em là ra bàn kêu món chứ ai mà kêu yên kỳ. Mấy nãy hành mình đó ta. Sao? Ngày hôm nay mấy đứa ăn gì? Yến bảo rồi, cho em hai tô hủ tiếu. Một tô khô, một tô nước. Tô nước thì lấy giá nhiều hành. Còn tô khô thì lấy ít hành nhiều giá. Và một tô. Nhớ chết liền. Hủ tiếu khô, ít hành nhiều giá. Còn hủ tiếu nước, ít giá. Tô khô, một tô nước. Tô nước á thì ít hành nhiều giá. Tô khô thì ít giá nhiều hành. Chết mà chưa. Tô ít giá nhiều hành á thì lấy ớt. Còn tô ít hành nhiều giá thì lấy không lấy ớt. Nhưng mà lấy tiêu. Còn tô của Bu là hai tô tụi em cộng lại. Còn tô của ông Bảo á là tô nước nhưng mà đừng lấy nước. Ok. Đơn giản mà. Đợi 5 phút. Có một tô khô, một tô nước. Với lại một tô vừa khô vừa nước. Rồi mình sẽ vào trụng hủ tiếu đó ông Tư. Nhớ chứ liền. Tô làm cho nó tô đặc biệt. Không ăn con ăn. Tôn. Ủa nhưng mà kêu hủ tiếu nước không lấy nước mà. Chết nha, chết mà chưa. Nhưng mà tao mà hủ tiếu nước mà không có nước là ăn cái gì. Không, không có ít hành gì giá. Ừ, không có nước. Nhưng mà hủ tiếu nước sao không có nước được. Kêu hủ tiếu nước không có nước mà làm kỳ vậy. Dụng mặt với anh, hủ tiếu nước không có nước rồi. Hủ tiếu khô rồi. Với lại có nước mắm không? Có nước mắm. Nước mắm đâu, lấy cái chai nước tương thôi. Giờ là phá quán đúng không? Không sao các bạn à. Khách hàng là thượng đế. Mình gán những cái nhục này mình phục vụ thôi. Đây. Nóng quá, nóng quá. Cái này tô hủ tiếu không lấy hủ tiếu đúng không? Sao? Thấy anh nấu ngon không? Anh nấu luôn hả? Đúng rồi. Nó thất nghiệp. Mở quán hủ tiếu. Ok, qua qua một quán quán được rồi. Đây nè. Đáng lên, đáng lên. Đây này là ít chè, nhiều cá. Còn cái này ít cá. Giờ về hả? Còn sớm mà mới... Đâu? 2 giờ. Gì vậy ba? Cái này xài vậy đúng không? Không, cái này chơi dầu. Cái này là để massage. Thơm quá. Nè, massage vậy nè. Với ông nhức mỏi đồ á, làm việc đồ. Em về trước nha. Ê, trả tiền chưa? Hai chị trả em. Nhớ trả tiền nha bạn. 9:10 sáng giờ thì phải nói là nhức mỏi luôn. Nhức mỏi. Tư bình thường á là Tư bán mấy giờ Tư dọn? Anh bán xong khoảng chừng 9:30 là mình dọn rồi. Hôm nào cũng vậy. Sáng giờ bán được nhiêu Tư nhớ không? Không nhớ. Con thấy đồ ăn cũng gần hết rồi nè. Nước lèo còn cũng có xíu. Hết rồi. Con đây nè, đây nồi này nó hết rồi. Vậy giờ con gom mấy cái ghế rồi chứ. Gom ghế là được. Mấy chén nước tương. Đó nước tương rồi đó gom lại một rổ giống hồi sáng con dọn đó. Tư năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 55 tuổi rồi. Tư có bao giờ ý định mà mình chuyển sang một cái nghề nào khác hay là nghỉ hưu được? Không, không thấy. Thôi cứ việc bán đi. Bà, tại vì bà con cô bác ai cũng thương mến mình hết á. Mình cứ việc bán, chừng nào mình thấy mình mệt thì mình nghỉ chứ mình chưa tính. Dạ. Đó, tại, mình còn sức. Tại hồi sáng con lúc mà bán chở Tư á, con thấy là Tư kiểu mà cũng đang đau nhức chân á. Mấy bữa trước là nghỉ dịch ở nhà nhưng mà giờ đi bán lại thì kiểu mà không quen nên đau nhức chân rồi này nọ. Thì ngày hôm nay nói chung là cảm ơn Tư rất là nhiều vì
tạo cho con một cái trải nghiệm về cái công việc một ngày bán hủ tiếu này. Thì con, nói chung là con cùng với mấy bạn ở đây có chuẩn bị một cái món quà nho nhỏ để tặng cho Tư. Tư đợi đang tí con đi lấy quà. Đây, con gửi Tư mấy cái hộp dầu này. Thì dầu này là dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc, có tên là Yuhan. Thì Tư xài cái dầu này, Tư xoa lên mấy cái chỗ mà mình đau nhất á, nó sẽ trị và giảm đau rất là nhiều. Đi lại khỏe hơn, đỡ đau hơn. Đây thì ở đây con có chai dầu nè, Tư đi sần xịt ra ít, xong xoa lên tay cái chỗ nào mà mình đau nhất á thì mình cứ xoa lên, rồi xong rồi tự động nó sẽ nóng nóng rồi. Ngoài ra chai dầu này nè, nó còn có cái phần lăn này nè Tư. Đó, mình có thể lăn giống như là mình massage, mình xoa bóp những cái chỗ đó. Thì ngày hôm nay cảm ơn Tư rất là nhiều và cái món quà này con muốn dành tặng cho Tư. Ở đây có 6 chai dầu. Dạ. Của ít lòng nhiều. Trời ơi, quý hơn vàng. Dạ. Cái tiền không có đổi được cái phần quà này đâu. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ à. Dạ. Thôi bây giờ mình dọn tiếp đi thôi. Dọn tiếp đi hả? Dạ. Thôi nghỉ đi con ơi. Để tôi dọn được rồi. Dạ thôi. Nghỉ đi. Phụ ơi phải phụ đến cùng bây chứ. Bây giờ hết rồi. Thôi nghỉ đi con. Còn còn mấy này nè, để dọn. Thôi để tôi dọn cho, thôi con nghỉ đi. Dạ. Thôi nghỉ đi con, mệt lắm rồi. Ok, vậy là mình đã trải nghiệm xong một ngày bán hủ tiếu. Thì ban đầu mình tưởng á, làm ra một cái cô hủ tiếu rất là đơn giản. Nhưng mà thật ra thì trải nghiệm được một ngày như thế này á, mình thấy là nó không đơn giản như mình nghĩ. Nào là phải thức đêm dậy sớm, chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu và để nấu ra một cái tô hủ tiếu thật là ngon lành và phục vụ cho những thực khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và các bạn muốn mình trải nghiệm thêm nhiều công việc gì tiếp theo, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye. Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.